xin chào các anh chị và các bạn. Chúng ta đang đứng ở đường Nguyễn Văn Cừ, giao lộ Nguyễn Văn Cừ và Trần Hưng Đạo. Nơi đây ngày xưa có cái chợ Nancy. Hôm nay em dẫn bà con mình đi loanh quanh ở cái chợ Nancy và đi qua cầu Nguyễn Văn Cừ để đi đến cái đường Bến Vân Đồn. Mình đi một vòng quận 4 ha. Sẵn hôm nay em có việc đi hướng này thì nhớ đến các anh chị và các bạn thì chúng ta cùng nhau lang thang dạo quanh Sài Gòn. Đây có cái cây xăng. Và đây nếu ta quẹo phải thì mình sẽ đi về quận 8, quận 4, Bình Chánh luôn. Đây là cầu Nguyễn Văn Cừ nè. Chợ Nancy ngay tại vị trí này chính là chợ Nancy ngày xưa. Nhưng mà bây giờ thì không còn có chợ này nữa ha. Đã giải tỏa hết rồi. Nên chúng ta không nhìn thấy những hình ảnh của một con chợ. Chỉ thấy những cái người bán ở hai bên đường thôi. Cũng có một vài người chứ không có tấp nập như ngày xưa. Chúng ta đang đi trên cầu Nguyễn Văn Cừ. Hai cái cầu này ngày xưa thì không có, chỉ có khoảng tầm 10 năm trở lại đây. Nếu các anh chị và các bạn đã lâu rồi không về Sài Gòn thì sẽ hơi bỡ ngỡ ha. Cái cầu này ngày xưa thì không có, sau khi xây dựng thì không có cái tuyến quẹo phải qua đường Bến Vân Đồn. Thì mới đây khoảng chừng 1-2 năm nay thì mới có cái tuyến này. Đây chúng ta sẽ có một cái tuyến quẹo phải đi xuống đường Bến Vân Đồn. Đây, đi thẳng là qua quận 8 và quẹo phải là qua quận 4. Có các bạn hướng dẫn ha. Chúng ta quẹo phải nha. Các chị nhìn xa xa bên kia là cầu chữ Y. Đó, nhưng mà bến Hàm Tử. Mình nhìn trước mặt đó là nhà máy điện, nhà đèn Chợ Quán nè. Rồi chúng ta sẽ xuống bắt đầu ở đầu đường Bến Vân Đồn. Thì ngày xưa chỗ này là cuối đường của Bến Vân Đồn rồi. Nhưng ở đây thì có một cụm dân cư ở đây. Nhưng mà cụm dân cư ở đây thì đã giải tỏa. Accident. Bị nổ lớp à. Xe đạp điện bị nổ lớp. Ngay chỗ này cũng rất là nguy hiểm ha. Tại vì đường thì nó nhỏ. Ngay đây là cầu Nguyễn Kiệu nè. Đây có một cái chung cư Khánh Hội. Chung cư này xây lên thì nhằm phục vụ cho những cái hộ dân ở cái dãy nhà sàn ven sông với lại dưới cái chân cầu lúc nãy đó. Chúng ta thấy thì họ giải tỏa rồi thì phải có cái chỗ để ở. Cái thẳng con đường Bến Vân Đồn này thì chúng ta sẽ đến cầu Khánh Hội, đường Nguyễn Tất Thành đi về quận 7 luôn ha. Một cầu cao mét nữa. Đường Bến Vân Đồn ngày xưa thì không có lớn như vậy, chỉ bằng 1/4 cái bề rộng như bây giờ thôi.
đi Bến Văn Đồn, xong xíu nữa mình sẽ đi qua đường Đoàn Văn Bơ, rồi mình lanh quanh ở trong con hẻm ở Đoàn Văn Bơ, chợ Cầu Cống rồi đó. Rồi chúng ta đang ở ngã ba Nguyễn Khoái và Bến Văn Đồn. Hôm nay Sài Gòn rất là nắng nha. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Hôm nay Sài Gòn là 35 độ, khoảng 35 độ C. Đây có cây cầu dừa nè. Ngày xưa thì đúng là cầu dừa, nhưng mà bây giờ thì đã xây cây cầu mới nè, nhưng mà vẫn lấy tên cũ thôi. Nếu các anh chị các bạn nào mà ở Bơ Quận Tư ngày xưa là sẽ biết cây cầu này. Mình đi vô cây cầu dừa xưa nha. Mình đi cây cầu cũ để bà con mình cùng nhìn lại hình ảnh ngày xưa. Đó, cầu dừa ngày xưa nè. Ở đây thì cụm dân cư này cũng sẽ giải tỏa trong nay mai thôi. Cái này là cái đường cũ nè, cái đường cũ Bến Văn Đồn ngày xưa nè, đi nhỏ xíu vậy thôi. Ra đây là con đường mới nè. Ngày xưa ở đây bán cây kiển rồi cá kiển đồ nhiều lắm cái đoạn này. Nếu các anh chị các bạn nào mà đã từng ở đây thì sẽ nhớ tới những hình ảnh này ha. Do là từ bữa giờ em có việc nên việc đi làm rồi bận quá nên không có quay video, mong các cô chú anh chị thông cảm nha. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục dạo quanh với xe máy. Sẵn mình đi đi chơi luôn. Cuối tuần chúng ta lại gặp nhau ở chợ nha. Chắc tuần này mình sẽ đi chợ chợ Bình Tiên nha. Bình Tiên ngày xưa để gửi đến các anh chị và các bạn, đặc biệt các chị gửi đến chị Lan đi vô con hẻm 166 ở chợ Bình Tiên để bà con mình cùng xem lại hàng xóm rồi khung cảnh như thế nào sau mấy chục năm không về. Đây, chúng ta vừa đi qua đó là cầu Cao Mét. Có cầu ông Lãnh, cầu ông Lãnh anh chị. Ở đây là ngày xưa là kho phân nè, đường Nguyễn Hữu Hào, bây giờ thành cái building nè. Đây chúng ta đến cái cầu Cao Mét và đường Đoàn Văn Bơ. Mình sẽ một lần nữa đi đi dạo quanh cái con đường này. Cái thẳng cầu Cao Mét đằng kia xa xa các anh chị thấy đó là cái cầu Khánh Hội và cây cầu Móng.
bây giờ là Sài Gòn bây giờ là 11 giờ. Bây giờ chúng ta đi cái cung đường này cũng mấy lần à, mình vừa đi nghe nhạc của các anh chị ngày xưa đã ở đây nè, 72 74, Đồng Văn Bơ nè. Đây là ngã tư Đồng Văn Bơ và Hoàng Diệu. Trời rất là nắng. Ở Sài Gòn thì luôn có những tiếng xe máy và tiếng kèn nên nổi nha. Ở chỉ bây giờ chúng ta đi đường này mấy lần là tự vì bên có một anh ở bên Mỹ về và các anh chị khác bạn bè có nhờ em gửi đồ cho anh Long để anh có mang qua bệnh giùm. Nên hôm nay chính vì cũng đến đó nên em dẫn các anh chị bạn mình cùng đi dạo quanh cung đường này nữa ha. Hà Quận Tư là một cái con đường, Đồng Văn Bơ là một con đường luôn tấp nập. Sẵn đây thì để có dịp anh chị và bạn mình cùng nhìn lại những hình ảnh Sài Gòn ngày nay để mình nhớ lại những ngày xưa nó như thế nào. Đường ở đây thì khá nhiều ổ gà. Đó, ngày đây có chợ, bắt đầu nhóm chợ Cầu Cống. Thì em có dịp sẽ đi bộ lang thang đến cái cung đường này để các anh chị và các bạn nhìn ngắm cho nó rõ hơn ha. Nhiều khi chúng ta chạy xe máy chúng ta chỉ thấy ngoài đường thôi. Đi vô chợ thì đi xe máy thì nó lại phiền. Tại vì chợ thường nhỏ lắm, chợ Việt Nam ở đây, chợ Sài Gòn ở đây nhỏ nhỏ không à, chợ hẻm không à, thích hợp cho mình đi bộ thôi chứ không giống như chợ Cô Giang. Chợ Cô Giang thì dọc hai bên đường. Mình đi qua đường Đồng Văn Bơ nó dài nè. Ngày xưa thì ở đây gọi là khu cầu cống. Ở đây rất là nhiều cầu và cống, tại vì có những con rạch nhỏ nhỏ. Nhưng mà bây giờ thì không còn cầu cống nữa. Nhưng mà cái địa danh thì vẫn còn. Ta sẽ đi vô con hẻm 132 ngày xưa. Số cũ là 132.
Đối diện cái đền Thánh Trần Hưng Đạo, chúng ta đi vô cái hẻm này nhé. Hẻm này thì có cái chùa, có ngôi chùa. Chùa Khánh Long. Dạ. Dạ. Anh Long. Dạ. Chào bác. Bác khỏe không bác? Cho con gửi cái mấy gói thuốc của cái hộp thuốc này cho anh Long để anh Long đem cho chị Đào á, chị Tư á. Dạ. Con gửi bác, nhờ bác lên Long giùm con. Dạ. Bác có gì kêu bác nằm trong đó. Dạ. Đừng có lo hả? Bác ăn sáng chưa rồi chưa? Rồi. Dạ. 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 Con về bác. Có anh Long đi công chuyện hả bác? Dạ, ngoài nắng lắm á. Thời tiết bên kia khác bên đây ha. Trời ơi, giật. Dạ, bác nghỉ khỏe. Dạ, dạ. Ta quay trở ra lại ha, video dòng đường Bến Nhân Đồn và cái chợ Cầu Cốc, gửi các anh chị và các bạn xem chơi cho vui nhé. Một số hình ảnh ở Sài Gòn ngày nay để chúng ta cập nhật và nhớ đến những hình ảnh như Sài Gòn ngày xưa. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn.